chân ấy ba ba thà chụp tục chụp cào ấy khai chụp cào là mà prai prai sân ấy chân ba 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 từ khi ta bị bực mình nắng cả là này là chuẩn chiết chân rồi xì khó cho bạc ba sẽ hạn đăng sáng rồi xì khó cho bạc ba chân chụp luôn sao sao mũi nhé từ bàn mình chun từ lọc từ bờ tê cầm nát quỳnh ba hay cả này khó cho bạc ấy đưa thà cầm lòng móc thiền âm đôi chia xa còn mình từ tới cơ bản sai chun phòng này cả này bị chán chun chiết chân chưa cầm nữa còn màu rộng xì khó chấp bạp nâng mình mên phía chân màu rộng xì bỏ lọc bay như đưa cô cương nhiên ấy cứ phía chân cứ còn màu chì khó nâng cứ cái hai ta bỏ lọc mơ chúng rất tiếp rạc tạm vào internet bà hỏi à chúng nói chùm bộ bộ khách còn nói cho chúng rất tiếp rạc tạm vào internet chẳng định đấy tất và cứ tha miên tha bộ ôm chìa bỏ khách còn miên cả tranh bảo hôm nay tại tôi thân nâng cao bao tam internet nó được chưa cao bao tam chạy tham cả đặt lui cả ấy chứ á bà được rồi ha nâng hai ta cao bao tam internet hay giờ ca chấm đất bao nâng tam cao đơn người tham khang chrome quạt á bà thì chưa cứ quạt vô thì tăng và thì cam bị chia dương thôi chia cả lại nhờ xong khăn bỏ quạt lại hậu xì bỏ quạt bà quạt cần tham thì cam chia nâng bìa được chia thì tăng đâu mình sẽ bật hiệp chẳng quạt vô tí tăng bọc Campuchia đại bây thuộc cả rộng xí hỏi quạt bác rộng xí tham internet nó mở tại khăn nông bởi thị Campuchia cứ tự tăng phục lộ tại mà nó bà chẳng cứ tệ tôn từ nâng chôn chết chân ấy cứ khơi như hạ đôi chỉ chắp bằng nó đấy bà lục xuân bà man đôi chìa bà man sắp đá môn nâng cứ miên ca xã hạ ca nha đầu viên của Lý An Tiêu Pôn bà đầu viên ở nhà thơ rồi bỏ chân là nhà thơ Campuchia bàn bằng chung nơi chân chạp chùm đất tam bập bọn lên tình đạch nâng cư bập bọn internet nâng bằng chung tới đôi chìa mập hơi sang thập nẹ mà đồng hành đại miên dân hoa rồi bọt chân một tờ tua vô thầm đó bà chân cư chùm nói ni cư chỉ đương mùi cua rồi sao đá rồi bọn nhà thô cam bị chìa dưỡng khi mà lưu lại mà đồng hành thả tẹt tôn từ nâng nét đại chô một căn bộ tây cam bị chìa chìa thoa mặt đá từ tay từ miên cả thà lịch khách long đền để cả thà passport và hai châu máu cứ tay từ miền tết hà cá trầm trớ rứa cổ miền po là miền tẹt tôn từ nâng cao long đền po là miền nâng miền thà kỳ xuôi thà này anh chung một ấy miền cua sa hai đường nữ này anh châu thì không có tây campuchia ta này anh tây đầm bay ấy thì mỗi đầm bay trào và liên miền thà đầm bay đào liên và rứa co đầm bay bậc sọc xa rứa co đầm bay bậc phơ ca rứa co thua vậy hay là anh sẵn nơi cả lại ná chiều mũi nè ná ti tăng à sao dịch than còn màn rứ còn là anh từ kê nơi tia sẵn nạ sẵn thà kia mùi nè rồi trong thọc trong này ná khi xuống trong ổn chân này ta bước trong mền chê đi và ta là xác trong thọc trong này nè bởi dựng đạc passport tới nè vì lôn ấy bỏ ra miên bật chạy thay dựng bật chạy miên passport trầm trời và ta máu dựng tới bổng pinh đầm bấy xong trong này xong ra bỏ ra miên một cái bổng pinh ti mũi chứ mua nè chị ạ xo là tăng đứa của xo khmai chạy bị khmai tới đó bà nè anh tư bà tê nà tư bà tê thay chân tư bà tê thay tư đồng bây ấy đồng bây meeting nè mẹ thà tư đồng bây bà chung krom kà nghi meeting nơi nà tiết cái xuống đó rồi mẹ bà bà chạy tí tăng bà lo hoa tư đi dạp bà màn thay bà cứ một chọt tăng rừng tèm rồi bà cái xuống thật anh đồng meeting nơi nà bà chọn ti bảo màn thằng ngày nà cái xuống là bắt á và toàn mau này anh từ kê nơi nè nè phía chân nhưng kê nơi đi đi hào từ thái á bà hay toàn mau nhưng từ kê nơi lại xem xây để tam crom crom hôn là khi chặt chay nhau từ kê nhưng tới dương đã phô ra miền bà bên để dương tới nắng dương tới xua phô ra miền bị kháng phía ký đây từ tua dương nơi nó thả dương từ kê nơi nà tới đầm bấy mình chốt phô ra miền mà đòn nâng ca pia rương nắng ca pia rương chlong đai tờ hai bằng coi chụp hiệp trở lại cho này không có thể kế kế miên là bỏ ra miên nắng mấy tạm chạm bà chẳng xua cho nó không có tay Campuchia nè đại miên ca chlong đai một bà con là tham bà con thì chlong đai sẽ cho bà nhưng bà dễ chlong đai không cho bà bê dễ đứng chlong đai sẽ cho bà hỏi chẳng xua cho bà chlong đai sẽ cho bà nè dường miên là vầy vầy cục giang không đầy chỉ bỏ ra miên chẳng dường cua tại các đau các đáp từ lơ rừng đi dạng đôi mà đấy hay là nó cứ chôn chết chân cứ còn hạ đôi chưa bằng có hiếp trở lại cho tẹt tôn từ nâng cả trăm trầm rất tiêu bạ tam là quan internet bà à lấy ní chết đây nhỉ miền rupee hiếp tiền bà đã bằng ô prey matru tem thành cái chốn bà miền sầm lấy nữa hạ cả đây bà miền đấy đó bà bằng miền sầm lấy đã ở chỗ ba tem rồi
អញ្ចឹងយើងមើលនេះមានតាំងពីអឺមនុស្សស្រីបាទមើលនេះនេះនេះបាទមនុស្សស្រីមានចំនួន8នាក់ផងដែរមនុស្សស្រី8នាក់ហើយមនុស្សប្រុស31នាក់ហ្នឹងអូអញ្ចឹង31នាក់មានស្រី8នាក់អញ្ចឹងមិនថាមានប្រុសមាន23នាក់ត្រូវទេបាទ31នាក់8នាក់ត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងមនុស្សប្រុស23នាក់បាទហ្នឹងខ្ញុំគិតតាមក្បាច់ស្រីអញ្ចឹងទៅបាទបុកដកគុណចែកបាទអញ្ចឹងគឺមនុស្សប្រុសមាន23មនុស្សស្រីមាន8អញ្ចឹងសរុបគឺ31នាក់បាទអញ្ចឹងឃើញគឺម៉ោងហាក់ដូចជាចងក្រុមគ្នាតែម្ដងណាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេណាគឺជារឿងមួយដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងការជំរិតទារប្រាក់ទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបាទឃើញថាការកលងមកការចាប់លុដទីតាំងគឺថានៅកន្លែងទីតាំងដែលគាត់រស់នៅនោះសិតតែប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគាត់ប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របច្ចេកវិទ្យាទំនើបតែម្ដងខ្ញុំថាមិនធម្មតាទេបាទគឺថាគាត់មកហ្នឹងថាគឺមានបំណងមកល្អបាទបាទនេះគឺបាទយើងមើលទៅមុខមាត់របស់គាត់នេះបាទស្អាតស្អាតណាស់ហើយមកប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺគាត់មកលក្ខណៈចាប់ចម្រិតចាប់អីចឹងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលត្រួតពិនិត្យនឹងការចាប់ចងដោយសមត្ថកិច្ចតែម្ដងបាទហើយរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅណាលោកស្រុនបាទបាទគឺចាប់បានចំនួនចន្តទាំង31អ្នកហ្នឹងចាប់បានចំនួនដល់ទៅ3ទីតាំងផ្សេងគ្នា3ទីតាំងបាទហើយដូចជានៅខណ្ឌចំការមូនខណ្ឌប៉ុនបាការនិងខណ្ឌជ្រោយចង្វា3ខណ្ឌចំការមូនជ្រោយចង្វានិង7មករាបាទអញ្ចឹង3ខណ្ឌហ្នឹងសរុបបាន31អ្នកមានប្រុស23អ្នកស្ត្រីគឺ8អ្នកបាទបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែត្រួតពិនិត្យសួរនាំហើយកសាងទៅតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ហើយហើយគួរចាប់បញ្ជូនទៅថ្ងៃហ្នឹងផងដែរចាប់ទៅបញ្ជូនទៅប្រទេសគេវិញបាទបើថាចាប់3ទីតាំងហ្នឹងគឺចាប់ប្រឡងមកគឺតាំងពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាហើយហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញបាទនេះគឺដោយសារតែមានការគេហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសឆ្លងដែនគុំមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរចិនបាទបាទជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិនដែលមានការ MOU ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបាទគឺបើមានប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងឬក៏អំពើល្មើសច្បាប់នៅឯប្រទេសចិនក៏នឹងបញ្ជូនមកវិញដែរបាទរឿងនេះគឺជារឿងល្អមួយដែរក្នុងការយោគយល់គ្នាណាកុំឲ្យមានការចាប់បានហើយបាញ់ប្រហារដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនគឺចាប់បានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយយកទៅបាញ់យកទៅអីចឹងគឺថាជារឿងមួយដែលយើងខ្វះសិលធម៌ណាយើងទទួលស្គាល់យើងមិនគ្រប់គ្រងទេអំពើការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឆ្លងដែននេះគឺជារឿងមួយដែលប្រទេសនីមួយៗគេស្អប់ខ្ពើមណាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងស្អប់ខ្ពើមណាស់នៅអំពើទាំងអស់នេះប៉ុន្តែយើងជាប្រទេសនិងប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានការទំនាក់ទំនងតែងតែមានការសហការគ្នារវាងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការបរទេសបាទតាកតទៅនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែលមានការយោគយល់គ្នាឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញគឺជាការបង្ហាញនៅសិលធម៌មួយល្អណាយើងមិនគ្រប់គ្រងទេនៅអំពើខុសច្បាប់របស់ជនបរទេសឆ្លងដែនមកធ្វើអំពើអាក្រក់ខុសច្បាប់ដែលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមត្ថកិច្ចនិងសមត្ថកិច្ចពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយយើងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនឈ្មោះបញ្ជូនបុគ្គលហ្នឹងគឺទៅឲ្យប្រទេសគេចាត់ចែងប្រទេសគេធ្វើម៉េចយើងមិនដឹងទេបាទគឺជារឿងល្អមួយដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការចរចាគ្នាសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបញ្ជូនទៅនឹងបណ្ដល្មើសឆ្លងដែនមួយមួយដូចជាករណីនេះគឺថា31នាក់ជនជាតិចិនបាទគឺខាងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែកសាងនិងស្រង់ឈ្មោះឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារចាប់ច្រឡំការពារអីចឹងណាបាទឥឡូវគឺច្បាស់លាស់ហើយឃើញថាមាន31នាក់ដែលមានខណ្ឌ7មករាខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងខណ្ឌចំការមូនចំការមូនបាទគឺសរុប31នាក់ហើយកំពុងតែរៀបចំសំណុំបែបបទបញ្ជូនទៅកាន់ពលានយន្តហោះឯងកំពុងឯងបញ្ជូនហើយបញ្ជូនទៅឯងបាទ